Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến Tân Hương Bến Tre. Hôm nay lên hang bò chở ha, hang bò bô xin chở nè. Để mời cô chú anh chị xem nội dung hết cả anh ấy mua liên hệ bên em ha. Thì trước mặt chúng ta là hang bò bô xin chở nè ha. Thì con này á là đang ôm chỗ lứa thứ ba, hãy chưa đẻ được hai con ôm chỗ lứa thứ ba nè. Con này chiều cao nó là 1m27 bò, nó mẫu bông bê lùng chú anh chị, nó lùng liền ha. Đích thấy không? Bò mẫu bông bê lùng liền nên nó có thằng thùng dậu là lớn nè, thấy không? Chân cẳng là móng sò ha, chân trước nè. Chưa. Chân sau của chú anh chị. Đó, lúng nè. Đây là lúng nè. Đó. Sái nè. Sẽ luôn nghiêm chỉnh nha. Đây, trong lưng có thác thăng hơn chứ gì, gu hoặc luôn. Xe đậu rồi. Thì con này là đang ôm chữa được 5 tháng rưỡi nha chú vậy, giao tinh kem nha. Chiều cao nó khoảng 1m28-1m27 bò ha. Đó. Đây, cái tép con này thì chiều cao 1m34 bò nè. Cũng đang ôm chữa lứa thứ ba luôn. Con này giao tinh 3B. Chữa được 6 tháng rưỡi rồi chú vậy. Đúng rồi nè, đúng rồi thấy không? Đây. Chân cẳng nè. Sao tích nghiêm chỉnh nha. Xong lưng cũng thoát khăn nè. Thấy không? Sái tích nghiêm chỉnh hết. Đó. Chân cẳng hoàn thiện hết, không có bố bóp xe xung lúng xuống lột gì hết. Thì đối với con bò mà có đá đội như thế này thì bên em bao chữa bao loại lũ là 3 tháng ấy. Chữa thì cô chú chị phải thăm khám lại, nếu không chữa bên thông thông báo bên em thu hồi bò về ha. Đó, còn loại lũ bên em lãnh em 3 tháng ha. Đây đất hai con khác thân dung trùng luôn chú chị, thấy không? Con này xong lưng quá nè. À, mấy nhỏ bò bô xin này thì con đây thì cái yếm nó thì có bông giá chút ha. Thôi hiện báo giá luôn, cái con bự này chiều cao 1m34 thì giá tiền là 34.500 ha. Đó, con này 34.500 nè, con bên đây là 32.500 ha. Đó, hai con thì 67.000 ha chú anh chị. Đây thì cô chú anh chị ở gần xa muốn mua thì liên hệ bên em ha. Liền lạc nè, cô đích cô chị thấy đích nè, đích hai con bò khác các bạn ha, trong lưng luôn dưỡng dần luôn. Đích như đích ba bê thù lù luôn chứ vậy ha. Đó. Trong lưng nè. Đó, bò thì quay nè, cô chú thấy kỹ càng ha. Đó. Chân cẳng móng sò nha. Đúng. Đó. Xong lưng của nó là thấy không chú vậy? Gu vặt luôn ha. Đó, lông da dữ nhờ xong lưng ha. Khát săn bự. Chành bành luôn. Đó. Thì cô chú chị ở gần xa muốn mua thì liên hệ ha. Con này giá tiền là 32.500 nè cô chú chị, thấy không? Ba mươi hai triệu năm trăm. Thì quay kế tiếp con bên đây, con đây là giá tiền là 34.500 nè. Đích nhận đích nó thấy dữ dằn luôn nè, thấy không? Rồi thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua thì liên hệ ha. Rồi đít nữa thấy không? Rồi
đi bạn, đi đi. Đó thì hình ảnh vừa cao giá cả em muốn gửi lại ha, em mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua thì liên hệ ha chú anh chị. Nghe con gặp bò nè, đập bò cũng như vậy ha. Để tiếp tục hình ảnh hôm nay lên hai mò đực ba bê chú chị ha. Hai con mà quê con 6 tháng, con 6 rưỡi dao động từ 7 tháng đến 6 tháng 7 tháng em. Đây. Đó, đực ba bê này chiều cao đo là 1m11. Nè, đực ba bê này đầu tuổi ha. Đây. Đẹp ha chú anh chị. Lưng vàng của nó nè. Thấy không? Đó. Chân cẳng hoàn thiện, không có bốn xe súng lúng xuống đục hết hen. Nhận dậu của nó nè, cô chú nhìn thấy không? Chân sau nè, cầm đứng thẳng băng ha. Đây. Đây, cách biết đực ha. Đích nó bay nè. Đó thì kế tiếp. Con đây chiều cao đo được bằng 1m17 bò của chú vậy. Lớn tuổi hơn ha. Chân cẳng nè. Thấy không? Mới vô dây nó hay nhát ha, nó chào chào chút xíu nó hết rồi, cái nghe hồi nào lửng cứng vậy chú gì. Đây đầu hơi lún sừng ha, đó lưng dai cũng nở tà la luôn nè. Đây ha, chân cả hoàng thiện, hậu bú xe xuống đúng xuống tất tình chú vậy không. Đó thì hai bò này chú nhà bán giá là 39.500.000 nè, con cao mất được 7, con cao mất được 1, giá tiền là 39.500.000 ăn của chú vậy. Đây đọc không ăn, ăn bò này mà ăn là uống là khỏi nói luôn, vụ ăn uống là khỏi nói, được bê bê nữa nó ăn đít nè ha. Thì mấy được bê bê cô chú nuôi sau này là thịt đồ độ thịt chứ tiền giá cả cũng thấy cũng ngon hơn mấy con bò kia ăn chú vậy. Đây. Đó thì cô chú chị mình thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Đây. Nha. Chân cẳng nè, cô chú thấy không, móng nè. Đó. Lưng lưng da của nó cô chú thấy không? Đây. Ha. Hang mà thả đòn này cực kỳ luôn rồi thấy không? À, nhắc lại ha, con cao mét 11, con cao mét 7 ha, giá cả tiền là 39 triệu heo này ha, giá cực kỳ yêu thương luôn, hai bò dần dần có 39.500.000 mà, à, nhắc lại 39.500.000 ha chú anh chị, thấy không? Giá mềm mèo ha, giá có 39.500.000 heo này, chú anh chị thấy không? Chân đứng khéo ha. Nói là con này con bự nhỏ ha, nếu mà giá cả hai bự này bán mà không đó thì cô chú định thấy em lấy mua đi này ha. Đất hai con bơi bơi hết sao luôn vậy, thấy thấy em lấy mua liên hệ ha. Rồi để tiếp tục hình ảnh hôm nay lên hai con bò đực ba bê ha chú anh chị. Đây hai bê tầm 5,5 6 tháng bò đang sòi bò chú vị, 5,5 bò đi ha. Con bực bê đen này chiều cao em đo là 1m6 nè, chân cẳng móng sò nè, thấy không, cầm đứng thẳng luôn. Đây chân trước nè, đó hai con này chân cẳng móng sò, con này F2 ha, lưng da đó là uống nù nút mà cũng vậy, thấy không, con này thì 5 tháng 5,5 nè, chiều cao là em đo là 1m6 ha. Uống đồ uống nút ha. Đó, chân cẳng lên cùng đứng thẳng móng sò ha chú anh chị. Đít nè. Khỏi chơi luôn. Đó. Rồi. Cái tép con bê bông này thì chiều cao được 1m1 ha. Đó.
chân đẳng của móng sò cầm đứng thẳng xuông sóc cũng khỏi chê rồi mấy đực này ha, đực đẹp không chú anh chị? Đây hai đực đẹp ha, đây xuông sóc này dậu úng rồi thấy không? Con này đít nè, hết đít ha, lưng dây đít hết đít. Thì đó, thì hai con bò này em báo giá ngay luôn mình luôn cho cô chú anh chị mình luôn. Hai con bò này giá là 37 triệu nè. Đó, hai được 3B giá tiền là 37 triệu ha. Giá kỳ yêu thương ha chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị nào có đồng ý mua thì liên hệ bên em ha. Đây. Đó, hai được 3B có 37 triệu à. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn chú anh chị. Đây. Thấy không? Rẻ như cho. Có hai con bò này cô chú chị mua vô béo là khỏi chê luôn nè. Đây. Đó. Hai con được không? Hết bếp ha, chân cẳng được chung sóc rồi. Hai con này cô chú chị mình nuôi vỗ một cái ha, lên sau này lên cái dần tập mình dần thôi, dần càng rồi giữ luôn. Đó. Hai con. Hang này hang ít hai chú chị. Đó, con chú chị mình thấy ưng ý mua liên hệ ha. Đây. Đó, hình ảnh mình quay nè, có xa có gần có ha. Cô chú nhìn thấy kỹ càng đó, mua liên hệ bên em. Đùi lên 3B nè thấy không? Đùi đít 3B nè. Khỏi chê luôn. Đó giờ hình ảnh là chiều cao và giá cả tiền em muốn báo lại ha, giờ em báo lại là hai con này giá tiền là 37 triệu nè cô chú anh chị. Hai được 3B ha, chiều cao con 1m1 con 1m6. Đó giá là 37 triệu, hai được 3B thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua thì liên hệ ha.